Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Tolly. Ngày hôm qua mình đã đăng clip chơi gun game và review ba cái bộ đồ con gái mà hôm nọ mình ra ấy. Còn một bộ đồ nữa thì hôm nay mình sẽ review cùng với cả bộ đồ thánh giáp thần rừng này. Thì hiện tại chỉ có bộ đồ thần rừng này với cả cái bộ đồ màu tím đấy mới có hiệu ứng ở trong tà áo nhẹ nhá. Đấy. Đây này, bộ đồ này cũng có này. Nhìn kiểu như có sao sao nó chảy chảy đây này. Nhưng mà đáng lẽ phải cho ra bên ngoài nó mới đẹp hơn chứ nhở? Tự nhiên cho vào trong tà áo thế. Người chơi người ta nhìn từ phía sau chứ không phải nhìn từ phía trước đâu mà. Anh em nào mà có nhu cầu mua hàng thì qua shop của mình là tonysama.vn nhá. Shop bán hàng chính chủ của mình. Ai mua hay bán hàng thì cứ liên hệ với mình. Mọi người lên shop phải có cái đường link dẫn tới cái trang fanpage của mình ở trên Facebook ấy. Đấy, mọi người có thể liên hệ với mình qua đấy. Ui giời, có rồi. Hôm nay mình sẽ review hai cái set đồ có cùng hiệu ứng qua cái chế độ bắn slip nhá. Từ từ đang bắn nhau rồi. Một em. Thằng này hình như con này nó có bot hay sao ấy, nó đang bắn bot anh em ạ. Cái tội không gạt luôn. Ui rồi ông kem mình kìa. Vào đây, thằng này đuổi mình từ nãy giờ. Mình sẽ ke tâm, cố gắng bắn slap xem có trúng không. Ke tâm trước này, chạy ra phát bắn chết luôn này. Rồi sao, thấy chưa? Đấy, đấy gọi là ke tâm bắn slap. Đấy, chứ còn mọi người ke sát cái cửa quá thì có khi là bắn không kịp đâu. Nó nóng rồi mình mới quay trở lại làm clip bắn chế độ slip ấy. Cảm giác như tay kiểu nó bị ngu ngu của gì. Đây. Khi mà đang chạy rồi chả nhìn thấy hiệu ứng ở sau vạt áo luôn. Nhưng mà cái được cái là cái đuôi áo đằng sau nhìn trông thôi, trông như kiểu đuôi dế nhở. Hai cắm bóp vào nhau. Một con đã đi rồi. Được con này nữa này. Con này chưa chết này. Ui chạy ra đây mà bạn ơi. Boss ơi. Rồi xong. Còn không? Còn boss không? Bắn nhau inh ỏi bên đấy. Ở cái chế độ này không cẩn thận nữa. Đi chẳng may mà bo không thu về phía mình nữa. Là chạy phọt cứt như cái ông áo trắng này này. Đang chạy bo sấp L này. Chết mẹ rồi. Này này. Mày chạy đi đâu? Bắn từ nãy giờ. Mình bắn cái thằng này từ nãy giờ không chú anh em ạ. Chắc là phải làm clip và cắt ra. Nó đứng ngay gốc cây mà bắn mãng trúng. Cày cú thi. Phải đợi chạy bò mới chết đấy. Rồi xong rồi chết luôn. Từ 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 từ. Bình tĩnh thôi bạn ơi. Thằng này nó chặn mình chạy bò đây. Rồi không trúng rồi. Ê. Kè toàn trượt thế nhở. Thằng này chết luôn. Còn không. Đấy. Đấy tìm ngoài bò vẫn là kiểu lốc rồi mà. Đấy thì biết ngay. Ui rồi ôi không trúng anh em ơi. Em đang ăn ngày gì bắn toát trượt. Chán thi. Rồi sao. Ở ngoài bo thì thôi xác định chỉ có chết. Không chỉ kịp tới tảng đá rồi. Thôi bắn luôn vậy. Vẫn lốc à. Gạt cho chắc. Còn mình cả hai thằng nữa. Giờ chỉ sợ nhất là đứng trên cái chỗ mày quá chung cư cũng có người. Chung cư mà có người mà nãy kem mình là mình chết rồi đấy. Từ từ. Có thằng đang chạy vào bò ấy. Mọi người nhìn thấy không? Nãy mình vừa kịp nhìn thấy nó phát thì nó chạy khuất khuất mấy cái bờ đất. Thế là không kịp bắn nó nữa anh em ạ. Mọi người bảo làm thế nào để bắn slip giỏi á? Cứ bắn nhiều tập nhiều thế thôi. Đây là mình nhấn để bắn nhá, chứ không có phải thả để bắn đâu. Nhấn để bắn ấy. Mình thì mình chưa thử thả để bắn bao giờ. Thì hôm nào mình phải tập thử xem nó có lợi hơn hay nhào không. Từ từ, vừa nghe tiếng chân. Mình sẽ cho hai quả bom ở trên này. Ôi trời, lại bị lỗi bom kìa. Rồi tầng dưới nghe rồi. Mày chạy đi đâu. Nghe như một cái tiếng nhảy à. Ui dồi ôi, thằng bé nhảy ra ngoài. Trời ơi. Không sao. Chỗ này mình nhảy ra chỗ này chắc nó cũng chả biết đâu mày. Ui rồi ông ngồi y đâm cu đây. Ông cài thế bạn ơi. Tới đây mà. Thôi sang chơi bàn mới nha. Chán đời thanh niên. Ok mình đã quay trở lại đây. Trận này thì mình sẽ dùng bộ thánh giáp nha anh em. Thì nói chung là hai bộ này chỉ có giống nhau ở cái hiệu ứng thôi. Đều có hiệu ứng dòng chảy ở sau cái tà áo ấy. Trời ơi súng ơi, mày đang ở đâu? Sao toàn cho tao những cái gì này? À được, xuống đây rồi anh em ơi. Chiến. Chiến luôn. Chạy lên trên làm sao ấy.
Ui giời ơi, trời, lúc với chúng tôi này. Thôi chết đi, đừng có cỏ que làm cái gì nữa. Có phải có rồi, ngon quá. Ốp là ngon rồi anh em ạ. Mẹ thực chân to đùng kìa. Bọn này quên mình à. Có tiếng chân. Thôi sao chết mẹ, bỏ mẹ trượt rồi anh em ơi. Này thì ke này, ke với chúng tôi này. Còn có tiếng chân một thằng nữa. Chả cái thằng này định chạy lên công à? Trời ơi, chết bay cả người thế. Các bạn để đó, các bạn chết ngay, phải đi cùng đồng đội cơ. Hoặc là ít dạng phải có lục sấy thì lúc đấy mình mới chết. Rồi. Bọn này định công mình này. Mày chết đến một viên rồi này. À, 5 ma vi bộ à? 5 ma vi bộ này. Đã thế ra to. Đúng một đường thẳng luôn. Chạy lệch đi đâu được. Gạt thiết. Như Việt Nam anh em ạ. Việt Nam là phải gạt hết em ạ. Mình hay bị Việt Nam cầm lục giết lắm nên mình cũng hơi cay cú. Rồi, chạy ra đây móc. Rồi, xong, đốc luôn. Chắc ông này chắc cái kiểu giáp một hoặc là không có giáp rồi thì một viên nó mới chết như thế. Rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Một viên. Đấy, lục sấy lại. Headshot luôn. Chạy đi đâu? Bọn tưởng mà có lục mà mình sợ á. Ăn may thôi anh em ạ. À, sợ nhất mấy ông cầm lục sấy. Một ông thì đã đành, đây tận mấy ông nữa thì sợ lắm. Rồi, à. Bắn boss thì bắn gì vậy? Lại đứng trên đồi với hai thằng, hai ba thằng dưới đấy mà. Đâu rồi? Đấy ngó ngó. Đây rồi. Rồi xong. Chết luôn à. Easy. Em bắn mãi không trúng. Tầm này chạy khói à, giải giải khói chạy rồi này. Giải khói chạy thì hơi toang. Chạy nào. Một viên. Căn. Ui giời ơi. Ui giời ơi, report. Để vào bây giờ không report hơi phí luôn. Ê, lại trượt. Nó bắn lại, diễn lại này anh em. Nào. Diễn lại đang ảo TikTok mà. Đấy, những pha là bắn trúng mình sẽ cắt ra. Đấy, điển hình cho những kiểu idol TikTok ấy. Bắn trượt chán chê xong rồi pha cuối bắn trúng cắt cắt xứ nó pha cuối đăng TikTok. Ồ, xin lỗi mấy idol TikTok, mình không có ý động chạm gì đâu. Nhưng mà thực tế là như thế. Nhìn các bạn bắn mình biết ngay. Giờ kinh lắm mấy bạn ảo idol. Toàn mấy nghìn follow vào xong rồi khịa khịa mình. Nhìn cái kiểu cánh này nó kiểu nó củ chuối của gì ấy nhở, như kiểu siêu nhân ấy. Thề luôn, đã copy phải copy cho nó hoành tráng mà chứ, cho đẹp chứ. Đây là kiểu copy bản chung mà bản chung thì cái cánh ấy mà khói đéo đẹp ơi đẹp luôn. Và là mình sẽ làm cho clip làm cái clip cho anh em xem. Rồi, có đủ rồi, còn lục sẵn phòng bị thôi chứ cũng chả bắn đâu. Xong nào. Rồi, mày vào đây, vào đây, vào đây, come on, come on. Ui rồi ôi. Không headshot, vậy là ông này ông chưa có giáp rồi. Chứ còn một tia làm sao mà bắn được chết luôn. Đằng này. Nhảy đi đâu? Mình sẽ gạt. Cái mạng gọi là cái mạng đấy. Nghe bọn kia nó chui trong nhà kho rồi. Bọn nào bắn bên ngoài à? À đây, thế. Rồi xong, đâu? Chạy ra này. Một viên này. Chết đi bạn ơi. Nốc luôn. Ô, chết luôn à? Ô. Nằm vào nhau đường kia mình sẽ lên cái nhà này cao cao tí. À, có tham mắt đằng sau này. Nhanh thế gọi này. Ui trời ơi, anh ơi. Đúng cái ngày em mới trở lại quay. Quay trở lại bắn. Bắn chế độ sleep thôi, các anh tha cho em đi. Rồi, này thì đuổi tao này. Ê, sợ vãi trường nó cầm lục của dí mình đau vãi. Được thêm thằng kia là bắn cho bên ốp một tí máu ạ. Rồi xem nào. Ui quá đấy. Vào đây. Ui. Mày quá. Mày quá anh ạ. Đứng im đi. Lại còn vào chảo nữa. Gì đấy. Chết thì chết luôn đi. Đằng nào chả chết.
sang chưa phần mới thì còn gì nữa. Đấy, theo mọi người thì cái bộ này cái bộ kia thì hiệu ứng nào đẹp hơn? Mình thì chắc chắn là chỉ có hiệu ứng của bộ thể giáp rồi. Nhìn trông nó không những là nó có hiệu ứng dòng chảy, còn có cả hiệu ứng hoa lá cỏ bay xung quanh nữa. Và thực tế là chỉ có mỗi hai bộ đấy là có hiệu ứng dòng chảy ở đằng sau áo thôi, chứ chẳng có bộ nào đằng sau áo. Ôi, ui, có thằng. Thằng nào đang núp trên này này bắn. Chả rõ là bắn mình hay bắn bọn nào cơ. Ui, ui. Ông ấy ngồi đây ạ. Vãi. Trời đất ơi. Thôi đừng chạy bạn ơi. Chết rồi, chết luôn rồi. Ô, con Godzilla vẫn là đẹp nhất anh em ạ. Con boss. Ê. Bắn tao bị nảy nhỉ. Nảy đạn đấy nhở. Viên thứ ba nó mới chết. Rồi, người, 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 người. Phải có cây nào không? Ngó ra xem nào. Đấy. Sai đi đâu được. Núp thì phải núp cho đàng hoàng vào. Để mình có góc ke là chỉ có chết thôi. Đấy, này kìa. Nên là đứng xưa đồng nó hiệu mình kìa. Một viên. Một viên nữa là đi. Rồi, slap không trúng rồi. Và rồi slap trúng nó mới gọi là ngon. Tầm này chắc bơm máu rồi, bơm phọt cứt ra, ăn viên đau lắm. Rồi, cũng cầm ốp kìa. Có ra là chết này, bye bye. Chạy đâu.